Vương thượng, lã thừa tướng tới. Thần bái kiến đại vương vạn niên vô kỳ. Hôn lễ sắp được bắt đầu rồi, trong phủ tới có việc gì vậy? Thần là muốn chứng minh với người một chuyện. Chứng minh chuyện gì? Đương nhiên là âm mưu và giả tâm của Yên Thái Tử. Trong phủ anh, hôm nay là hôn lễ của quả nhân đó. Quan viên văn võ đều đang chờ đợi lễ. Quả nhân không muốn tranh luận với trong phủ. Đợi khi trong phủ có chứng cứ thực sự rồi, quả nhân tự khắc giải quyết. Vương thượng, trước giờ đại lễ nên đi tới Ung Môn Cung bái kiến Thái Hậu, nghe Thái Hậu dạy bảo. Được rồi. Vương thượng, rốt cuộc là người đang sợ điều gì? Lại không dám nhìn thẳng vào hiện thực xấu xa ghê tởm ẩn dưới bề ngoài đẹp như gấm dốc. Là bất vi, người hỗn xược,